Hiện nay thì có rất nhiều bạn đang có nhu cầu mua những món đồ decor đẹp để khiến không gian sống của mình trở nên lung linh và sinh động hơn. Vậy chắc chắn các bạn đang muốn tìm kiếm những địa chỉ đơn vị nào chuyên cung cấp đồ decor đẹp và chất lượng nhất ở Hà Nội phải không nào? Và trong video này, Blog Khởi nghiệp sẽ tổng hợp cho các bạn về các địa chỉ đơn vị chuyên cung cấp đồ decor đẹp nhất tại Hà Nội. Mời các bạn cùng theo dõi tiếp sau đây nhé! Đơn vị cung cấp đồ decor đẹp nhất tại Hà Nội, The Dreamers. Đúng với tên gọi của mình, The Dreamer là một trong những địa điểm dành cho những bạn yêu thích những món đồ trang trí xinh xắn và đầy tính nghệ thuật, cùng với xu hướng trang trí nội thất hiện đại và phong cách thủ công truyền thống. The Dreamer cung cấp cho các bạn những món đồ decor đẹp và chất lượng như là đèn, gương, dụng cụ nhà bếp, phụ kiện phòng tắm, phụ kiện nhà bếp, vân vân để hòa nhập với cuộc sống hiện đại. Và hãy đến The Dreamer để sở hữu cho mình những món đồ decor đẹp, nhỏ xinh và độc lạ này nhé. Thông tin liên hệ. Hai, đơn vị cung cấp đồ decor chất lượng, Atu Boutique. Đơn vị tiếp theo muốn gửi tới các bạn ngay sau đây đó là Atu Boutique. Đây là một trong những đơn vị chuyên cung cấp đồ decor về đồ gốm trang trí tại Hà Nội. Khi đến Atu Boutique, các sản phẩm đồ gốm ở đây thì hơi thiên hướng cổ điển, sang trọng với những đường nét hiện đại, màu sắc thì trang nhã. Cụ thể bao gồm có bình gốm sứ, bát đĩa gốm sứ, bộ ấm chén gốm sứ, vân vân. Mặc dù mức giá của các sản phẩm thì có phần khá cao, tuy nhiên bù lại, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng mà những món đồ decor ở đây sẽ mang lại cho không gian nhà bạn. Thông tin liên hệ. Ba, đơn vị cung cấp đồ decor đẹp nhất tại Hà Nội, Peony Home. Peony Home là một trong những đơn vị cung cấp đồ decor trang trí nội thất đẹp nhất mà các bạn không nên bỏ qua. Đây là nơi chuyên cung cấp đồ decor vô cùng đa dạng về màu sắc, mẫu mã, có tính thẩm mỹ cao, cho nên thoải mái cho các bạn lựa chọn, phù hợp với không gian sống cũng như sở thích của bản thân. Các sản phẩm ở Peony Home mang một phong cách dịu dàng, tuy nhiên không kém phần hiện đại, sang trọng, như là các đồ trang trí tủ, bàn ăn, vân vân. Và tất cả toát lên một vẻ đẹp sang trọng, độc lạ mà không đụng hàng. Thông tin liên hệ. 4. Đơn vị cung cấp đồ decor chất lượng, Gia Huy Decor. Gia Huy Decor là đơn vị tiếp theo cung cấp đồ decor ở Hà Nội mà chúng mình muốn giới thiệu đến các bạn. Và đây là nơi chuyên cung cấp đồ decor trang trí nội thất cao cấp như là đồng hồ decor, điện thoại giả cổ, đồ phong thủy, đồ trang trí phòng khách, đồ trang trí phòng ngủ, vân vân. Nhận được rất nhiều đánh giá tích cực từ nhiều bạn đến đây mua. Với những mẫu đồ trang trí sáng tạo và vô cùng đẹp mắt, chắc chắn Gia Huy Decor sẽ giúp cho bạn tìm thấy món đồ trang trí sang trọng và đầy phong cách nhất ở đây nhé. Ưu điểm khi lựa chọn mua đồ decor tại Gia Huy Decor: mang đến cho bạn những sản phẩm tốt nhất cho khách hàng, phục vụ một cách chuyên nghiệp bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm và có tinh thần trách nhiệm cao, hỗ trợ tư vấn lắp đặt trang trí nội thất. Thông tin liên hệ. 5. Đơn vị cung cấp đồ decor đẹp nhất tại Hà Nội, Sen Decor. Địa chỉ tiếp theo sau đây các bạn không thể bỏ lỡ, chuyên cung cấp đồ decor ở Hà Nội chính là Sen Decor. Đây là nơi chuyên sở hữu cung cấp hàng loạt những món đồ decor sang trọng và cao cấp nhất trên thế giới. Và khi đến đây, các bạn sẽ tìm được các sản phẩm trang trí nội thất nhà ở, chung cư, khách sạn, phòng ngủ với đầy đủ những mẫu mã như là đồ trang trí, phù điêu, tranh sơn mài, vân vân, đáp ứng được mọi nhu cầu mà các bạn cần mua. Những ưu điểm khi lựa chọn mua đồ decor tại Sen Decor: phục vụ khách hàng chuyên nghiệp bởi đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, hỗ trợ tư vấn lắp đặt trang trí nội thất, hỗ trợ vận chuyển giao hàng tận nhà. Thông tin liên hệ. 6. Đơn vị cung cấp đồ decor chất lượng, Táo Decor. Táo Decor là một trong những đơn vị chuyên phân phối các sản phẩm đồ decor đẹp ở Hà Nội.
Các sản phẩm đồ decor ở đây vô cùng độc lạ như là chậu cây bay, gối tựa sofa, chăn, vân vân. Với thế mạnh là các sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng cùng với mức giá vô cùng hợp lý. Thì đây là điểm đến cung cấp đồ decor chất lượng nhất dành cho không gian ngôi nhà của bạn đấy nhé. Thông tin liên hệ. Trên đây là những thông tin về các đơn vị chuyên cung cấp đồ decor đẹp nhất tại Hà Nội mà Vlog Khởi Nghiệp đã tổng hợp được. Hy vọng sẽ giúp cho các bạn lựa chọn được cho mình một địa chỉ đơn vị cung cấp đồ decor ưng ý nhất với mình nhé. Đến đây video chúng mình xin phép được khép lại. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé.